Kamen Rider W là câu chuyện kể về cậu thám tử Sotaro chỉ tập tành bước vào nghề sau khi kế thừa lại văn phòng từ sư phụ của anh, một người đàn ông đã mất trong một vụ tai nạn bí ẩn. Cùng công tác với anh trong quá trình phá án những vụ án thành phố Futo là chàng cộng sự với tri thức toàn năng Philip. Anh ta có khả năng truy cập vào kho kiến thức đồ sộ trong đầu của mình. Bọn họ đã phá rất nhiều vụ án tại thành phố Futo cũng như chống lại quái nhân tại đây mang tên Toban. Theo dòng sự kiện của toàn bộ series thì Fun Joker đã xuất hiện từ trong movie của Color DK hồi tưởng về ngày bắt đầu, nơi mà Sotaro cùng với sư phụ của anh đã giải thoát cho chàng trai bí ẩn Philip. Trong phút giây thập tử nhất sinh, Philip đã đứng lên và chuyển hóa bằng chiếc memory luôn bảo vệ anh, Fun Memory, và lần đầu tiên chuyển hóa thành Fun Joker. Fun Memory là chiếc memory với hình dạng khủng long, là chiếc memory đặc biệt có khả năng di chuyển, chỉ có mục đích duy nhất là luôn bảo vệ cho Philip bất kỳ khi nào anh ta gặp nguy hiểm, nó sẽ xuất hiện và bảo vệ cho anh. Tạo hình cũng như vai trò của nó thể hiện người biến hình thành Color W trong hình dạng này không ai khác ngoài Philip, và người ngất đi sẽ là Sotaro. Fun Joker có hình dạng tương tự nhưng với những chi tiết gai trên toàn bộ phần Fun cũng như một số chi tiết được điểm tô phần Joker, tạo cho cảm giác hung tợn với hai tông màu đối ngược thể hiện cho Philip cũng như Sotaro tại form này, tạo sự tương phản trong tạo hình thiết kế của W. Hoang dã có thể là từ thích hợp nhất nổi lên sức mạnh cũng như khả năng của hình dạng này, tấn công tất cả mọi kẻ thù trong tầm mắt, chỉ mục đích nhất hủy diệt tất cả nhằm bảo vệ cho Philip. Cũng chính vì lý do này mà anh ta đã có ám ảnh cực kỳ lớn với sức mạnh của Fun Joker và gần như không sử dụng nó trong khoảng thời gian rất dài. Về khả năng chính, ngoài việc coi là form mạnh cũng như nhanh nhất ở thời điểm đó, nó còn khả năng tạo những chiếc răng nanh đúng với tên gọi chiếc Memory, kích hoạt từ chiếc Fun Memory trên W Driver. Anh ấy khả năng tạo ra những chiếc gai từ những vị trí khác nhau nhằm tấn công cái hù. Một chiếc gai có khả năng mọc trên cổ tay tạo thành một lưỡi dao giúp anh ấy tấn công cận chiến cực kỳ hiệu quả. Cũng như một chiếc gai nhỏ hơn được tạo ra từ vai bên phần của Fun, anh ấy tháo ra và chuyển hóa thành một chiếc boomerang. Chiếc răng nanh được tạo ra ở phần gót chân chỉ xuất hiện khi anh ấy thực hiện đoạn final attack, chính là phần sẽ nói tới đây. Đoạn kết liễu của Fun Joker là phần Trickster, chiếc gai nhọn mọc ra từ chân lao lên bầu trời, thực hiện đòn Rider Kick với những vòng xoay cực hạn từ chiếc răng này tạo thành một cơn lốc xoáy, giáng vào kẻ thù một cú đá với biểu tượng hình con khủng long nuốt trọn lấy kẻ thù và nghiền nát chúng bằng bộ hàm của phần Memory.